Trước hết là xin chúc mừng ông với chiến thắng rất quý giá, rất quan trọng trong một chương trình ở vòng đấu này. Thì ông đánh giá thế nào về trận đấu ngày hôm nay, đặc biệt là đối với các cầu thủ của ông? Thật ra là khi mà chúng tôi bị dẫn trước, chúng tôi chủ động trong trận này là chúng tôi đã kiểm soát bóng. Nếu tôi nghĩ rằng là chỉ có con đường kiểm soát bóng thì chúng tôi đã tấn công thì chúng tôi cũng thành được mới có cái trận cả. Nhưng mà cái phút thua cái bàn thua. Khi mà chúng tôi bị dẫn ngay từ phút chót thứ 45, thứ 44 của hiệp một thì phải nói là ở nhiều hiệp thì các cầu thủ tỏ ra cái trạng thái rất là gần như là rất là thất vọng. Mình có nhìn nhận là các cầu thủ của Thành phố Hồ Chí Minh là nỗ lực rất là tuyệt vời. Chúng tôi khi mà có những cái thay đổi như là Trọng Long thì chúng tôi ta biết là hôm nay chúng tôi là mất tới 3 cầu thủ trụ cột. Chúng tôi biết là Thanh Hóa cũng mất cầu thủ trụ cột, tôi mất 3 cầu thủ trụ cột là Hoàng Thịnh, Lâm Duy Phong và Song Sinh chấn thương, và cả năm 3 cầu thủ là chấn thương rất khó tái chấn thương hết cả. Thì với những cái cầu thủ mà khi mà tôi thay vào thì tôi cũng đặt rõ niềm tin, chính cái điều đó em đã thể hiện được rất là tốt. Nên là một trận đấu rất là cảm xúc, và nó khi mà chúng tôi có kết quả chiến thắng này là cái cơ sở để chúng tôi tiếp tục. Ông đánh giá thế nào về cơ hội chủ hạng của Thành phố Hồ Chí Minh sau khi giành được 3 điểm? Thật ra mà nói là trước trận đấu này thì 4 đội đều có cơ hội chủ hạng nhà đứng đầu. Nhưng mà hôm nay chúng tôi có trận đấu này thì trận thắng này thì cái cơ hội chủ hạng của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lớn hơn. Và chúng tôi có 3 trận đấu nữa, thành 3 trận đấu nữa. Ba với ba đội bóng Đà Nẵng, theo với Bình Định, đội bóng tranh nhau. Đà Nẵng thì cũng đang ở tấp giữa. Nhưng mà đối với Việt Theo Bình Định ở đây thì đội bóng Đà Nẵng chúng tôi sẽ hết sức là khó, và tôi nghĩ là năm cái cuộc đua chung hạng nó phải đến những trận cuối cùng. Và vòng tới thì đội mình nghĩ theo thì cái điều đó nó sẽ tốt cho mình hay là nó sẽ cái đó là một điều thì chính vì điều mà tôi hôm nay là chủ trương là không thay năm, mà tôi khi mà cái đội hình nó đang hoàn thành tốt tôi không thay, chỉ trừ những trường hợp như là Trọng Long hay là Thân Thành Tính thì chuẩn bị vô Trung Quốc thì chúng tôi còn nghĩ tới 10 ngày thời gian hết sức quý báu, vì chúng ta biết là khi đó có tới 4-5 ngàn trận rất là khó. Tôi thì có những cầu thủ lớn tuổi như là Liên Nguyễn, một số cầu thủ chấn thương, thì tôi muốn trong cái thời gian sẽ có một đội bóng vào trận này. Theo ông thì cái điều đáng lo ngại nhất ở chặng đường tới đây của Thành phố Hồ Chí Minh là điều gì? Như chúng ta biết những trận đấu nào mà chúng ta chỉ cần là chúng tôi có thắng mà hôm nay các cái đội thắng thì các cái đội như là Hà Tĩnh, Nam Định mà Sài Gòn họ thắng thì họ sẽ vượt lên, tại vì chúng tôi đang tốt. Thì cái khó nhất của Thành phố Hồ Chí Minh là trước cái trận đấu này là rất khó, còn sau trận đấu này thì chúng tôi bắt đầu là cảm thấy là cái niềm tin lớn. Ví dụ như sau trận thua là 6-0, rất sợ là cái đá sân ba mẹ sẽ không có một kết quả tốt, nhưng phải nhìn trận này với cái các cái cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh là các em rất nỗ lực và trận đấu hôm nay là nhìn nhận những con gì, những cầu thủ nhất thì ông thấy đấy là thực ra mà nói tôi có xem bắn và nói rằng là tập ra thì chúng tôi cũng mất những cầu thủ ngay, ví dụ như là Lâm Duy Phong và Hoàng Thịnh này, Sam Sơn là những cầu thủ mà tôi trông chờ là Thanh Hóa đã chỉ dẫn hết lực lượng của Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay rất là mỏng, thậm chí chúng ta thấy là ngay ở cái giai khi mà chúng tôi mất người ở vị trí tiền vệ trung tâm, tôi phải đưa Đình Cương đá trung vệ và tiền vệ, rồi thậm chí là Đào Quốc Gia là cầu thủ trẻ khi Trọng Long thế mình nghe xong thế Trọng Long bị chấn thương thế quốc gia luôn là mình rất là lo lắng, nhưng mà nhìn là các khi mình tin vào được mình còn trẻ tin các em thì các em là được. Hiện nay thì rất nhiều dư luận cũng như là truyền thông quan tâm đến hành trình của Hồ Chí Minh, thì theo ông đấy cũng phải là một áp lực lớn. Khi tôi về nhà Thành phố Hồ Chí Minh là tôi biết rồi, và sau cái trận khi tôi về nhà lúc đó Thành phố Hồ Chí Minh vừa tôi sẽ bám xe và lúc tôi gặp lúc tôi cũng ngồi tính toán đã tới 12 đến 15 điểm, nhưng mà đến được lúc này nếu mà chúng tôi có một trận thắng có 3 điểm 4 điểm 4 điểm thì chúng tôi sẽ trụ hàng, nhưng mà cái con đường 3 trận tới là 3 trận đường trong gai kiếm được 4 điểm và được điều được điểm, thế là 3 trận không cố gắng kiếm 4 điểm 4 điểm tôi nghĩ là 4 điểm, mà vì còn phải nhìn vào, nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà 3 trận tới chúng tôi có 4 điểm thì 4 điểm tôi sẽ trụ hàng.